Là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong ngôi nhà chung ASEAN, Việt Nam luôn làm tất cả những gì có thể vì sự gắn kết và lớn mạnh của Hiệp hội. Một trong những đóng góp quan trọng của Việt Nam, đồng thời là một cột mốc trong lịch sử trưởng thành của ASEAN, là việc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM+ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010. Sự ra đời của cơ chế hợp tác này đã và sẽ mãi gắn liền với bản lĩnh cùng với tầm nhìn của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Tháng 10 năm 2010, Hà Nội, Việt Nam, thủ đô tròn 1.000 năm tuổi, chào đón Bộ trưởng Quốc phòng của 18 quốc gia, quy tụ trong một hội nghị chưa từng có của ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+. Lần đầu tiên tại thành phố vì hòa bình, chứng kiến hình ảnh các Bộ trưởng Quốc phòng của 18 quốc gia, trong đó có những cường quốc quân sự có vai trò quan trọng hàng đầu đối với an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung. Cùng ngồi lại với nhau không phải bàn về chiến tranh, mà bàn về hòa bình, ổn định và phát triển. Một sự kiện hiếm có trong lịch sử thế giới hiện đại. Việc Việt Nam chúng ta có vinh dự được đăng cai cái hội nghị quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần đầu tiên tại Việt Nam. Đó là thể hiện cái sự tin tưởng, sự đồng thuận của các nước ASEAN. Và nó cũng là cái thời điểm chín muồi để chúng ta tổ chức cái hội nghị này tại Hà Nội. Và cái hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ấy thì có một cái vai trò rất quan trọng, đóng góp vào cái việc mà giữ gìn hòa bình và ổn định ở khu vực cũng như là thế giới. Từ việc được tổ chức 3 năm một lần, đến nay ADMM+ đã được tổ chức thường niên và cơ chế này đã tạo được danh tiếng toàn cầu về mặt chiến lược cũng như hợp tác thực chất vì hòa bình và ổn định ở khu vực. ADMM+ bảo đảm được tính cân bằng giữa các nước lớn. Qua đó ASEAN có thể phát huy vai trò trung tâm, dẫn dắt của mình. Từ những bước đi ban đầu như người quan sát, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong Hiệp hội ASEAN như một hạt nhân đoàn kết với những sáng kiến thiết thực vì Hiệp hội. Đặc biệt là việc tổ chức thành công hội nghị ADMM+ lần đầu tiên đã trở thành mốc son, nâng tầm ASEAN và bảng vàng lịch sử hình thành ADMM+, sẽ mãi mãi ghi danh Việt Nam, ghi danh Đại tướng Phùng Quang Thanh.